Thương Tín mặc vest bảnh bao trong đám cưới tại Sài Gòn sau khi đi lang thang xin tiền ân nhân. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh nghệ sĩ Thương Tín mặc áo vest lịch lãm, ông hát tại một đám cưới ở Sài Gòn. Trước đó, cư dân mạng được fan xôn xao khi nam nghệ sĩ đi lang thang tại Khánh Hòa, Đà Lạt để tìm người quen khi trong túi chỉ còn 50.000 đồng. Ngay lập tức, nhạc sĩ Tô Hiếu là ân nhân trước đây của Thương Tín thông tin sắp tới nam nghệ sĩ sẽ vào Sài Gòn hát đám cưới của con trai một người bạn tại Thủ Đức. Được biết, Thương Tín liên tục đổi số điện thoại vì thế nam nhạc sĩ không thể chủ động liên lạc được. May mắn thay khi Thương Tín liên lạc để xin sâu và ông đã có mặt tại Sài Gòn như đúng lịch hẹn. Tuy đã lớn tuổi, thế nhưng ông vô cùng vui vẻ, hào hứng hát tặng chủ nhân đám cưới và khán giả. Sau khi kết thúc phần trình diễn, Thương Tín vội và bỏ đi, từ đó nhạc sĩ Tô Hiếu cũng không biết nam nghệ sĩ đang ở đâu. Khi được cưu mang sống trong nhà của nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín nghe theo lời YouTuber tố người cưu mang mình suốt 2 năm liền, lợi dụng tên tuổi, ăn chặn tiền cát xê của ông. Khi đó, nhạc sĩ Tô Hiếu vô cùng tức giận, anh tìm mọi cách để hỏi đàn anh cho ra lẽ. Sau đó nhạc sĩ Tô Hiếu đã tung đoạn ghi âm trong đó nam nghệ sĩ đã phủ nhận ân nhân ăn chặn tiền của mình. Sau sự cố, Thương Tín phải trở về quê sống cùng mẹ ruột. Mặc dù xảy ra drama nhưng khi thiếu tiền đi taxi ở Lâm Đồng, Tô Hiếu vẫn giúp Thương Tín trả hộ. Dù trước đó nam nhạc sĩ bị đấu tố lợi dụng tên tuổi của đàn anh. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt Tin Nóng được biết nhé!